Cô gái này dành cả thanh xuân để theo đuổi người mình thích, nào ngờ ngay khi vừa mới kết hôn thì bị người chồng ruồng bỏ, ngay cả đứa con chung của hai người chàng trai cũng không nhận, còn đuổi cô vợ ra khỏi nhà. Con tôi, con của chúng ta, sao lại không tin em? Anh một hàng tưởng bản thân đã tắt ống rồi, tất nhiên không tin đứa bé trong bụng cô là của anh ấy. Cái gì? Lúc đầu là tôi làm phẫu thuật cho anh ấy, sao mà tôi nỡ chứ? Không chỉ là con của cô, còn có mẹ cô nữa. Tại sao mẹ cô không chết thì sao đến lượt mẹ tôi? Đứa bé trong bụng cô không chết thì sao đến lượt tôi? Đủ rồi, cô trả con lại cho tôi. Câm miệng. Bây giờ tôi sẽ tiễn cô lên đường. Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Thợ trang điểm đã đợi rất lâu rồi. Váy cưới. Ngày 1 tháng 5 năm 2019, trở về lại ngày tôi và một hàng kết hôn 2 năm trước. Mạc tiểu thư, đợi chút, biết rồi, tôi đến ngay đây. Tiểu thư, sắp đến giờ rồi đó, để tôi vào trong giúp cô. Không xong rồi, cô dâu bỏ trốn rồi. Mẹ, con làm mẹ thất vọng rồi. Không những không thể giúp mẹ báo thù, bản thân cũng muốn báo thù, sao không tìm anh giúp cho? Đâu dám, sợ là đến cuối cùng cái mạng nhỏ của mình cũng vướng vào luôn. Thi Thi, đừng quậy nữa. Mang theo nhiều người như vậy đi bắt tội phạm à? Sắp qua giờ làm lễ cưới của hai ta rồi, quay về với anh trước đã, được không? Trong lòng anh chỉ có Mạc Sa Sa. Em chẳng qua chỉ là một con cờ, một kẻ thế thân thôi. Làm sao em biết Sa Sa? Thẩm Mục Hàn, em không yêu anh nữa, chúng ta ly hôn đi. Thi Thi, có phải là em đã hiểu lầm gì không? Trái lại em muốn hỏi anh và Mục Thiến Thiến, em làm sao có thể ở trong tình trạng không biết gì, không ở hiện trường, không có chút năng lực nào giết Mạc Sa Sa chứ? Anh có chứng cứ, đưa phu nhân về. Bỏ tôi ra. Thẩm Mục Hàn, em muốn ly hôn. Gặp nhau ở lễ cưới. Thời khắc này ở kiếp trước, cứ tưởng rằng bản thân đã kết hôn với Bạch Mã Hoàng tử trong lòng. Mục Hàn, đừng đi. Ngốc nghếch đắm chìm trong hạnh phúc, lại không để ý bản thân không phải công chúa. Cút đi. Cơ bản là em không xứng làm vợ tôi. Thiếu gia, có điện thoại. Alo, có gì cả? Vậy anh mau đi giải quyết đi. Dù sao em cũng không muốn làm lễ cưới này. Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi, cậu qua đó trước đi. Lúc nào cũng có thể thông báo với tôi. Lạ thật, kiếp trước rõ ràng anh ấy dứt lại mình mà đi mà. Mạc Thi Ý, em tưởng là còn cơ hội thứ hai cho em chạy trốn sao? Lần thứ hai? Thẩm Mục Hàn, em mệt rồi. Mục Hàn, trong tình yêu này vẫn luôn là em chạy theo anh, mà anh chưa từng quay lại nhìn em lấy một lần. Bây giờ, Thẩm Mục Hàn, em thật sự mệt rồi. Cuộc đời sai trái này cũng nên kết thúc thôi. Anh đi đi, anh đi tìm Mạc Thiến Thiến đi. Bây giờ muốn bỏ trốn thì cũng quá trễ rồi. Kiếp này của em, cứ ở lại bên cạnh anh đi. Thẩm phu nhân, Thẩm Mục Hàn, anh có rất nhiều cách để trả thù em. Tại sao anh cứ phải đặt cược vào hôn nhân của bản thân chứ? Sa Sa đã chết rồi, hôn nhân không còn là gì với anh nữa. Anh trai, sao anh còn không mau qua đây? Cô tránh ra. Cô tưởng khoác lên bộ váy cưới cao cấp thì xứng với anh tôi à? Thân phận thấp kém như cô còn ảo tưởng mình là phượng hoàng sao? Tiểu Tuyết, đừng như vậy. Anh Mục Hàn, xin lỗi, bọn em không nên quấy rầy lễ cưới của anh. Nhưng mà lúc chị còn sống vẫn nói anh sẽ chăm sóc bọn em, cho nên người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Mộ Tuyết nói đúng,
Đúng là em không xứng với nhà họ Thẩm các người đâu. Nhưng mà hôm nay là anh cô không thả tôi đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh, trên đường Thiến Thiến đến đây đã gặp phải Lưu Manh. Cô ấy vì đi đường tắt đến lễ cưới của anh mới bị người ta ức hiếp. Không xảy ra chuyện gì hết, chúng ta đừng quấy rầy anh Một Hàng nữa. Không được, anh nhất định phải bắt cả đám Lưu Manh đó. Đúng không anh? Thiến Thiến quan trọng lắm. Quá tra kiếp trước khiến anh bỏ em lại lễ cưới chính là lời nói dối dụng về này. Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống. A Kiệt, chuyện còn lại cậu giải quyết đi, đừng để ai đến làm phiền tôi nữa. Anh không thể đi được. Mạc Thi Ý, kiếp này của em ở lại bên cạnh anh để chuộc tội đi. Vậy nếu như em mang thai con anh thì sao? Không thể nào. Một Hàng, nói cho anh biết một tin tốt. Anh sắp làm ba rồi. Em cũng sắp làm mẹ rồi. Anh nói xem, sinh con trai hay con gái thì tốt hơn ta? Sinh con trai thì có thể bảo vệ được mẹ, sinh con gái thì sẽ gần gũi hơn. Dù sao đi nữa thì em cũng thích. Chúng ta đặt tên con là gì bây giờ? Một Hàng. Con à, trước khi anh kết hôn với em đã thắt ống rồi. Chính là vì không muốn có con với em. Một Hàng, cho nên cái thai trong bụng cô rốt cuộc là con quan của ai? Một Hàng, đừng đụng vào tôi. Một Hàng, anh không tin em sao? Em cười cái gì? Cười anh ngu ngốc. Có phải là anh tưởng rằng bản thân đã phẫu thuật thì sẽ không làm em mang thai được không? Con tôi đâu? Con tôi, cẩn thận, cô cần phải nghỉ ngơi. Con tôi đâu rồi? Đứa trẻ đã mất rồi. Con tôi, đứa trẻ không còn nữa rồi. Cô vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội mà. Không, con của tôi. Chuyện này anh đã xóa sạch dấu vết từ lâu rồi, không thể có người biết được. Cái này, chi bằng anh thử hỏi người làm phẫu thuật cho anh đi. Hỏi cô ấy xem có thật sự làm phẫu thuật cho anh chưa. Đừng có đến lúc đó lại gọi con mình là con quan. Cô ấy quả quyết như vậy, lẽ nào là Mạc Thiến Thiến giở trò gì rồi? Tôi phải tra cho rõ mới được. Thi Ý, thư mới vừa giao tới, nói là phải đưa cho con. Cảm ơn mẹ. Sao mà còn giấu giấu giếm giếm? Chẳng lẽ có bí mật gì à? Không có gì đâu, chỉ là quà bạn tặng cho con thôi. Quà gì mà không dám để lộ ra vậy? Để mẹ xem. Lá thư giống y hệt kiếp trước, thậm chí không cần mở ra tôi cũng nhớ rất rõ nội dung bên trong là gì. Bùi Tử Thâm tặng. Cái gì? Một căn nhà. Mẹ xem xong rồi chứ? Xem xong rồi thì trả lại cho con. Mạc Thi Ý, cô đã bước chân vào cửa nhà họ Thẩm rồi mà còn dám ở bên ngoài mèo mã gà đông. Cùng lắm thì ly hôn thôi. Con cũng đâu muốn trèo cao vào nhà họ Thẩm. Cô, không thể nào. Anh đã nói không thể để em đi. Nói, rốt cuộc là em muốn cái gì? Nếu mà không muốn ly hôn, vậy thì cho em chút tiền tiêu vặt đi. Bao nhiêu? 2 triệu. Được. Con trai à, con đang nghịch ngợm sao? Nhà họ Thẩm chúng ta sao có thể nuông chiều cô ta vậy được? Muốn khiến một người tuyệt vọng, trước tiên phải cho cô ấy hy vọng. Muốn mở lại cửa hàng thời trang của mẹ, chọn địa điểm là vấn đề đầu tiên. Cố lên, tiếp tục đi thôi, chỗ tiếp theo. I don't know if I can do this alone. Tử Thâm, sao anh lại ở đây? Đã lâu không gặp, sao em vẫn cứ đi mà không nhìn đường? Nhìn kìa, là Bùi Tử Thâm. Bùi Tử Thâm, em yêu anh. Tử Thâm, xin lỗi, kiếp trước đều là tại em, làm liên lụy đến anh. Không được rồi, em mệt quá. Em nói nè, đại minh tinh của em, fan của anh cũng quá điên cuồng rồi. Ai kêu anh nổi tiếng quá? Đừng nói về anh nữa. Không phải em mới kết hôn sao? Sao không ngọt ngào với Thẩm Một Hàng mà một mình chạy tới đây vậy? Thực ra
Em đã quyết định ly hôn rồi. Đúng, em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Em muốn biết chuyện giữa Mạc Kỳ Sơn và mẹ em, càng chi tiết càng tốt. Đây là chuyện mấy chục năm trước rồi. Em muốn làm gì? Em muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ em. Em muốn khiến nhà họ Mạc bây giờ thân bại danh liệt. Thi Thi, ba em là người thủ đoạn nham hiểm. Anh sợ em sẽ, cẩn thận. Bây giờ ngoài anh ra, em cũng không thể tin tưởng được ai khác. Yên tâm, em muốn làm gì anh cũng sẽ giúp em, bao gồm cả chuyện lập nghiệp của em. Cảm ơn anh, Tử Thâm. Còn khách sáo với anh làm gì? Đợi thương hiệu thời trang của em xong xuôi thì nhớ chia quê hồng cho anh. Tất nhiên rồi, em còn muốn mời Đại Minh Tinh anh đây là người đại diện. Nghĩa bất dung từ. Đúng rồi, em nghĩ xong tên thương hiệu chưa? Ừ, tên là Tisifuni. Tisifuni à? Tisifuni là nữ thần báo thù trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Ba, ba, đừng đuổi con đi. Cút. Từ bây giờ tao không có đứa con gái như mày. Mày không còn là người nhà họ Mạc nữa. Mau cút đi. Nếu mà ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại lần thứ hai, tôi nhất định phải tự tay đoạt về tất cả những thứ thuộc về tôi. Đang nghĩ gì vậy? Nói đến đâu rồi? Nói xong chuyện chính rồi. Có thể nói về chuyện tại sao em muốn ly hôn với Thẩm Mục Hàn không? Tình cảm vốn chỉ là chuyện hai người. Chẳng lẽ em cứ phải ngu ngốc yêu đến mức trước cả tính mạng mình sao? Em còn có việc phải làm. Bắt đầu từ việc quay đầu là bờ, không yêu anh ấy nữa. Thi Thi, em, Mạc Thi Ý, em càng lúc càng to gan. Mục Hàn, anh nghe em giải thích. Bọn em, nào uống đi. Mục Hàn, em còn có thể to gan hơn nữa. Không nhìn nổi nữa thì ly hôn đi. Em không có tư cách nói những lời này. Ngoan ngoãn làm thẩm phu nhân của em đi. Nếu không, nếu không thì sao? Đúng, anh còn muốn để em đi hầu hạ giám đốc Thượng, khách quý của anh mà. Sao cô ấy lại biết giám đốc Thượng, biết được kế hoạch của tôi? Ánh mắt này sao lại tuyệt vọng như vậy? Dù sao, đừng quên em đã là vợ của anh. Không yêu thương cô ấy sao lại không thả cô ấy đi? Thêm nữa, Thi Thi cũng không còn yêu anh từ lâu rồi. Nếu anh vẫn uy hiếp ép buộc cô ấy, mặc dù tôi chỉ là nhân vật nhỏ nhoi nhưng vẫn đủ sức đấu với giám đốc Thẩm đây. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Trả lời anh. Anh không tin em. Em nói gì cũng vô ích. Em, alo, giám đốc Thẩm, bản ghi chép về lần phẫu thuật năm đó của anh bị làm giả rồi. Ngoài ra, tôi vừa nhìn thấy có vài chuyện liên quan đến phu nhân. Đây là sự tin tưởng mà em nói à? Lại như vậy nữa. Em nói em không có làm thì anh có tin không? Vậy em chứng minh cho anh xem. Không có lòng tin, giải thích nhiều thêm nữa thì có ích gì? Anh định làm gì tiếp theo? Định dùng dư luận để phá hủy sự nghiệp của Tử Thâm, hay là giam lỏng em trong nhà họ Thẩm? Em, theo anh về. Em đừng đi với anh ta. Anh sẽ không để anh ta tổn thương em. Cô gái trong video là giai nữ ba trong bộ phim Thiên Hạ mà anh đang quay. Không biết ai cắt ghép bị chuyện Hành Tinh Hẹn Hò của hai ta. Cẩn thận với người trong đoàn phim của anh. Chuyện hai người không có làm, tự nhiên tôi sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không vu oan cho em. Tốt nhất là vậy. Đi thôi. Thi Thi, anh là Bùi Tử Thâm sao? Em rất thích anh. Anh ký tên cho em được không? Mỗi bộ phim của anh em đều xem hết. Có thể chụp ảnh chung không? Thật ngại quá, tôi có chuyện gấp. Thi Thi, Thi Thi, em không sao chứ? Thẩm Mục Hàn, đến vợ mình mà anh còn đánh được, anh có còn là đàn ông không? Không phải đâu Tử Thâm, là em không cẩn thận gia vào người khác. Mục Hàn qua đỡ em vậy. Anh hiểu lầm rồi. Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi không cần người ngoài xen vào. Xin tránh ra.
Sao em biết chuyện anh làm phẫu thuật tắc ống? Em còn biết gì nữa? Em đang mưu tính chuyện gì? Sasha có phải do em hại không? Hai người đang làm gì vậy? Câm miệng. Con trai, Thiến Thiến bận rộn cả một ngày để hầm canh gà cho con. Bác gái nói gần đây anh Mục Hàng bận rộn công việc rất vất vả, nên em mới qua xem có thể giúp được gì không. Hy vọng anh Mục Hàng có thể hiểu cho tấm lòng của em. Tấm lòng? Tấm lòng chen chân vào gia đình người khác à? Câm miệng, không xứng được nói chuyện đâu. Thiến Thiến là đến thăm con, chứ không phải đến chịu nhục. Hôm nay con phải thay con bé nói cho ra lẽ. Nói cho ra lẽ là cho vị tiểu thư yêu mến chồng con nhiều năm Mạc Thiến Thiến đầy danh phận, hay là đem vị trí thẩm phu nhân cho cô ấy? Cô nói bậy. Vậy cô dám thề cô không vì yêu mến Mục Hàng mà dở thủ đoạn, sau này cũng sẽ không? Nếu không sẽ bị sét đánh chết. Tôi... Sao nào? Không dám trả lời. Được rồi. Thiến Thiến, ngày mai cô gửi hồ sơ phẫu thuật của tôi đến văn phòng của tôi đi. Đã lâu vậy rồi, hồ sơ e là không dễ tìm. Là không dễ tìm hay là không hề có? Em không muốn khiến anh hối hận. Em không muốn để anh đắm chìm trong nỗi đau của chị không thoát ra được. Em biết em không nên lừa anh, nhưng mà em không nhẫn tâm. Cho nên cô lấy cái chết của Mạc Sasha ra để đổ hết lên đầu tôi, sau đó lợi dụng Mục Hàng dày dò tôi, trừ khử tôi, lại có thể đem anh Mục Hàng của cô buộc chặt bên người. Cô tính toán cũng giỏi lắm. Anh Mục Hàng. Con trai, các con đang nói chuyện gì vậy? Phẫu thuật gì? Mẹ, Thiến Thiến không dễ gì mới đến chơi. Mẹ không phải luôn nói muốn xuống bếp trổ tài sao? Mẹ đi nói với dì chuẩn bị đồ ăn trước đi. Con đói rồi. Thiến Thiến con đợi nha. Cảm ơn bác gái. Làm sao cô biết chuyện phẫu thuật này? Muốn người khác không biết, trừ phi đừng làm. Cô điều tra tôi. Quả nhiên đúng là cô thuê người đụng chết chị tôi. Tại sao? Cô ấy dù gì cũng là em cùng cha khác mẹ với cô. Sao cô lại độc ác vậy? Thật sự là em hại Sasha sao? Buông tay ra, anh làm em đau đó. Anh buông tay thật nè. Anh chỉ muốn nghe sự thật. Được thôi. Cô nói tôi bỏ tiền thuê hung thủ, nhưng tôi đã bị người mẹ tiểu tam của cô đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi. Đâu ra tiền để thuê hung thủ? Cô nói dối. Rõ ràng là năm đó mẹ cô ỷ nhà giàu có, chia cắt tình yêu của ba mẹ tôi. Mục Hàng, cô ấy từ nhỏ đã không đàng hoàng. Năm đó ba tôi ở quán bar, đụng phải cô ấy đang ôm ấp một người đàn ông, nên mới đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Nhà họ Thẩm chúng tôi vậy mà lại để loại hồ ly tinh này bước vào. Nghe mẹ khuyên một câu đi, làm gì mà cứ phải để cái thứ đáng lo này trong nhà. Mẹ Thẩm nói rất đúng. Bên cạnh Thẩm thiếu gia cũng đâu thiếu hồ ly tinh. Hà cứ gì cứ phải níu kéo tôi không chịu buông chứ? Là vì tôi trông giống tình đầu của anh Mạc Sasha à? Vậy đứa em gái này của tôi trái lại cũng có vài phần giống với cô ấy. Càng huống hồ gì, cô ấy yêu anh, yêu đến mức giống như người mẹ không biết xấu hổ của cô ấy. Cô, cái đồ hạ tiện không có giáo dục như cô. Hôm nay tôi phải thay con tôi dạy dỗ cô. Mẹ, cô ấy vẫn là vợ của con. Con hy vọng mẹ tôn trọng cô ấy. Con còn bên nó nữa à? Mau chóng ly hôn cho mẹ. Chuyện của con đừng hòng ai đứng ra làm chủ. Đàn em của tao bọn mày cũng dám ức hiếp. Còn không mau cút đi. Cảm ơn đàn anh. Đàn em, nhớ trả lại đồng phục cho tôi. Nghĩ gì mà thất thần vậy? Em hét cái gì? Anh không mặc đồ, lưu manh. Đợi lát em sẽ uống thuốc, yên tâm. Đó cũng là con em. Vậy thì đã sao? Dù sao tất cả mọi người đều không mong nó đến thế giới này. Con của anh, anh sẽ tự bảo vệ. Nhưng người mong nó chết nhất cũng là anh. Mạc Thi Ý, em đã nói những lời này 2 lần rồi. Nếu như anh vẫn luôn không biết chuyện phẫu thuật của anh là giả, trong lòng luôn tưởng rằng em là cô gái có đời tư phóng túng, em nói em có thai rồi, anh sẽ tin sao? Tự nghĩ đi. Mục Hàng, kiếp này anh sẽ để con của chúng ta sinh ra chứ? Thế nào? Vị trí lô đất này rất đẹp. Vậy tại sao cô ấy vẫn tiếp tục tìm? Chắc là do tiền thuê vượt quá dự toán của cô ấy.
khó tìm được cửa hàng phù hợp quá. Nếu không phải là giá cao thì là lô đất xấu. Alo, xin chào Mạc tiểu thư. Tiền thuê của căn nhà cô vừa xem, cứ tính như cô nói đi. Thật sao? Thật. Hôm nay đúng là quá thuận lợi rồi. Tìm được căn hộ tốt như vậy. Cuộc sống mới, tôi đến đây. Từ Thẩm Mộ Tuyết. Thì ý anh tôi say rồi, đang ở khách sạn Blueberry, lại còn gọi tên cô. Giờ tôi đang bận, cô qua đó xem anh ấy được không? Mùi gì thơm vậy? Mục Hàng. Mục Hàng. Mục Hàng. Mục Hàng. Anh ở đâu? Em nóng quá. Mục Hàng. Mục Hàng. Thi Thi. Mục Hàng. Thi Thi. Em sao vậy? Mặt nóng như vậy. Anh đi gọi bác sĩ cho em. Đừng đi. Mau. Trước đây anh đến mà họp báo làm rõ tin đồn hẹn hò, sao bây giờ lại đi khách sạn? Đây là Thẩm phu nhân Mạc Thi Ý sao? Xin hãy trả lời câu hỏi. Không phải như vậy đâu. Mục Hàng. Em tới nữa rồi. Lần này không thể ngồi chờ chết được. Alo, Tử Thâm. Em nhìn thấy Mạc Thi Ý và Bùi Tử Thâm vào khách sạn sao? Là bây giờ luôn à? Đúng vậy anh trai, anh mau qua xem thử. Được, anh đến ngay. Thú vị thật. Đi thôi A Kiệt, đến khách sạn Blueberry. Là anh đế Bùi Tử Thâm. Mau mau mau. Đi khách sạn với Thẩm phu nhân, giải thích thế nào đây? Thẩm phu nhân xin trả lời. Các người làm gì vậy? Là Tư Hạ, người đại diện của Du Kỳ Nhi. Vậy trên giường là, rốt cuộc là chuyện gì? Đầu tiên là bộ phim mới của Bùi Tử Thâm bị tiết lộ, và là khách sạn tập diễn của người đại diện cũng bị các người quấy nhiễu. Tôi cảnh cáo các người, công ty chúng tôi sẽ truy tố các người. Bây giờ các người làm ơn mau rời đi. Em gọi anh đến để xem chuyện náo nhiệt này sao? Mục Hàng, nghe em giải thích. Anh ơi, em xin lỗi. Em thấy bóng lưng giống như bọn họ, nên em tưởng là tôi làm chuyện bại hoại gia phong nhà họ Thẩm các người chứ gì. Bất kể là gì ghét tôi hay là nhận lời giúp ai đó, cô cũng không nên làm liên lụy đến người khác. Mục Hàng, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Trước khi cô nói năng lung tung, vẫn nên để anh trai cô nhìn xem em gái cưng của anh ấy đã có tính toán gì đi. Tiểu Tuyết, em khiến anh quá thất vọng rồi. Anh phải tin em. Con gái của Tiểu Tam sao mà tốt lành được chứ? Phải nghĩ cho kỹ. Tại sao anh muốn ở bên cạnh cô ta? Là Mạc Thiến Thiến kêu em làm chuyện này sao? Không liên quan đến Thiến Thiến. Đây đều là chủ ý của em. Do em sợ Thiến Thiến thiệt thòi, cô ấy không biết gì hết. Giám đốc Thẩm. Tiểu Tuyết. Mục Hàng. Thiến Thiến. Anh Mục Hàng, em xuống dưới rồi nói. Bọn họ đột nhiên bắt tôi qua, tôi cũng không biết tôi đã làm gì nữa. Tiểu Tuyết, tôi sợ quá. Không biết gì, nhưng suốt quá trình đứng bên cạnh quan sát chỉ huy. Không chỉ quan sát, còn dẫn đám nhà báo đến, và đúng lúc nhất thì xông vào phòng. Sẽ không phải là tiện đường đi ngang qua đâu ha. Hay là cùng nhau xem đoạn ghi hình, tôi nhờ người copy lại. Anh Mục Hàng, em chỉ là có một bạn nhà báo nói với em, anh ta nhìn thấy chị Thi Thi và Bùi Tử Thâm vào khách sạn. Em chỉ lo chuyện này náo động lớn quá sẽ tới tai anh, cho nên. Tử Thâm. Điện thoại. Nhà báo Dương, chỗ tôi có tin nóng đây. Ảnh đế Bùi Tử Thâm và Thẩm phu nhân từng có tin đồn hẹn hò, tối nay sẽ gặp nhau ở khách sạn Blueberry. Cho nên là cô gọi điện thoại cung cấp tin, hay là anh ta nói cho cô? Bức ảnh cắt ghép lan truyền trên mạng cũng là cô đưa cho anh ta xem phải không? Thiến Thiến, cái này đúng thật cho một tay cô làm đạo diễn. Tiểu Tuyết, không liên quan đến tôi. Tôi cũng là nhìn thấy tin tức, mới tưởng chị Thi Thi làm chuyện có lỗi với anh Mục Hàng. Lần này tôi thật sự không cố ý. Cô nhất định phải tin tôi. Anh ơi, em tin chắc là Thiến Thiến bị người khác hãm hại. Tôi nói chứ Thẩm Mục Hàng, nhà anh sao lại có đứa em gái ngây thơ như vậy? Tôi nhìn anh lâu rồi đó. Cho anh nhiều chuyện này. Mặt tôi đáng giá lắm. Muốn đánh cũng không được. Muốn sờ cũng không được.
Ai cần sợ anh chứ? Tử Thâm, đừng chọc con gái nhà người ta nữa. Không phải là anh đang giúp em sao? Biết rồi, cảm ơn đại ân nhân. Giám đốc Thẩm, còn có ảnh đế nữa. Giám đốc Thẩm, chồng em lại làm trò gì nữa vậy? Giám đốc Thẩm, giám đốc Thẩm, giám đốc Thẩm. Các chị, đây là vợ tôi, Thi Thi. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Với Bùi Tử Thâm, anh ấy chỉ là một người bạn bình thường của chúng tôi, thường tụ tập gặp mặt thôi. Nếu như các chị tiếp tục bị chuyện nữa, ác ý bôi xấu sự trong sạch của Thi Thi, vậy thì nhà họ Thẩm sẽ không để yên đâu. Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Em vẫn kiên quyết muốn ly hôn với anh sao? Anh lấy em chẳng qua là muốn để em thấy thân cho mặt xa xa thôi, muốn báo thù em. Chúng ta sớm muộn, trước khi anh điều tra rõ ràng, anh sẽ không để em đi. Anh vẫn quả quyết là em giết mặt xa xa sao? Anh đi tắm. Tại sao nhìn cô ấy và Bùi Tử Thâm cười nói, tôi lại cảm thấy khó chịu. Cái chết của Sa Sa rốt cuộc có phải trách lầm cô ấy rồi không? Em khóc sao? Không có. Anh không tin là em giết Sa Sa. Đợi sau khi anh điều tra rõ ràng, anh sẽ đồng ý ly hôn với em. Thật không? Nhưng anh có một điều kiện. Khoảng thời gian này, em phải ngoan ngoãn làm vợ của anh. Ít nhất là đừng lại xuất hiện tin đồn với Bùi Tử Thâm làm anh phiền lòng. Được. Vậy anh nói lời cũng phải giữ lời đó. Có thể rời xa anh khiến em vui đến vậy à? Ngủ cũng đẹp trai vậy. Ông trời đúng là không công bằng. Nhìn đủ chưa? Em mới sáng sớm đã gặp quỷ à? Lúc anh ngủ tay đặt lung tung ở đâu vậy? Tiêu rồi, trễ giờ rồi. Cái gì tiêu? Cửa hàng thời trang hôm nay khai trương. Khai trương cửa hàng sao lại không nói anh biết? Sao em phải nói với anh? Giám đốc Thẩm hôm nay lại quan tâm chuyện của em à? Không nói nữa đi đây. Quà khai trương cho em đó. Anh tuyệt vời. Tiểu Minh à, cô nói đi bà chủ. Sau này xin hãy chỉ bảo nhiều hơn. Phục vụ bà chủ Mạc là vinh hạnh của tôi. Xin chỉ bảo thêm. Mau qua ăn bánh kem đi. Đến đây. Chúc bà chủ Mạc làm ăn phát đạt. Tất nhiên rồi. Không phải anh nói chứ, lễ khai trương này cũng khiêm tốn quá đi. Chỉ bằng anh tìm vài người bạn minh tinh tới góp vui cho em. Dựa vào anh thì có bản lĩnh gì? Được thôi, anh phải quay về đoàn phim đây. Có việc gì cứ đến tìm anh. Anh đi trước đây. Em tiễn anh. Không cần đâu. Đúng rồi, chuyện em muốn tìm một trợ lý thời trang, anh giúp em nghe ngóng rồi. Vậy em không cảm ơn nhiều nữa. Lần sau đến em lấy số đo giúp anh. Em may riêng một bộ vest cho anh. Nhưng mà chỗ này của em không phải may đồ nữ sao? Đúng vậy. Cho nên của anh là độc quyền đó. Được rồi, đi đây. Bye bye. Tôi đi đây. Thi Thi, ảnh đấy vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, thật động lòng mà. Động lòng cái đầu anh. Mau làm việc đi. Mới khai trương làm gì có việc. Phát tờ rơi. Tuân mệnh. Thời trang định chế, mời xem qua một chút. Xin chào. Thời trang định. Sao anh lại đến đây? Nếu anh không qua, còn không biết cái gọi là thời trang nữ cao cấp lại đứng phát tờ rơi bên đường. Đường là phải tự mình đi từng bước. Huống chi cửa hàng của em vừa mới khai trương, làm sao xứng may đồ cho người có tiền như giám đốc Thẩm đây chứ? Rồi cũng sẽ có vài người bình thường cần trang phục định chế thôi. Phát tờ rơi có thể kiếm được bao nhiêu khách chứ? Thì em cứ phát trước thôi. Sau đó em sẽ gửi vài bản thiết kế cho một vài cuộc thi thời trang. Người bạn ảnh đế của em đâu? Không đến giúp em à? Em muốn tự đứng trên đôi chân mình. Hơn nữa, Tử Thâm đã giúp đỡ không ít rồi. Vậy còn chồng em là anh thì sao? Anh có thể giúp em được gì? Giúp em phát tờ rơi được không, Thẩm thiếu gia? Em mời anh uống nước. Em phải tiếp tục phấn đấu thôi.
Em nghĩ chút đi. Không phải chỉ là phát tờ rơi sao? Nè, cầm lấy. Vốn dĩ còn tưởng gương mặt đẹp trai này của anh có thể giúp em hút được mấy khách hàng. Kết quả bây giờ một mặt hung dữ, người đều bị anh dọa chạy hết rồi. Vậy làm sao đây? Hay là thử cách này đi. Đã phát xong rồi. Nè, nước lạnh đó, uống từ từ thôi. Thẩm Mục Hà người này lúc không hung dữ thì cũng khá đáng yêu. Tỉnh tỉnh, không thể nhảy xuống một cái hố hai lần được. Kiên quyết không thể để nhan sắc của anh ấy lừa gạt. Cho hỏi chị là bà chủ sao? Em có thể đến những thương hiệu lớn, sao lại đến chỗ chị làm trợ lý vậy? Cảm ơn đã khen, nhưng mà em không được. Em vừa tốt nghiệp nên không có kinh nghiệm gì hết. Bộ đồ em đang mặc là do em tự thiết kế đó. Thêu hoa cũng là em tự thêu sao? Ừ, em rất có tiềm năng. Ngày mai em có thể đến làm việc không? Bây giờ cũng được. Được. Em đợi chút. Em xem thử bộ vest này có vấn đề chi tiết nào không? Không phải kiểm tra em đâu. Ừ. Có vấn đề gì thì em cứ nói thẳng ra. Chị không phải xuất thân từ ngành thiết kế thời trang. Bà chủ, gọi chị Thi Thi là được rồi. Chị Thi Thi, ngoại trừ có một chút vấn đề về mặt số liệu, để em tính lại. Chị nhờ em giúp đỡ. Cùng màu và chất liệu thì phải đặt chung với nhau. Lần sau phải chú ý hơn. Dạ. Thích Nghiên, Nhất Minh, đi nào, chuẩn bị đi ăn thịt xiên. Tan làm sớm vậy à? Để chào mừng Thích Nghiên gia nhập cửa hàng chúng ta. Cảm ơn bà chủ. Đi thôi, đi thôi. Đợi thương hiệu của chúng ta xong xuôi rồi sẽ mời hai người đi ăn. Uống nước ngọt thì không đủ thành ý, uống bia mới vui. Cạn ly. Chồng trên danh nghĩa thôi, không nói về tôi nữa. Giờ nói về cô đi. Mới chia tay, có yêu đương nữa, cũng bị hiện thực đánh bại. Thứ tình cảm chết tiệt. Chị Thi Thi, nào, em mời chị một ly. Cạn ly, uống một ly với bọn anh không? Chúng tôi không quen các anh. Uống xong là quen chứ gì. Nào, dám đẩy tôi. Các anh em xử nó. Anh nên đi bác sĩ đi. Không cần, chút vết thương ngoài da này không sao đâu. Đúng rồi, sao anh lại đi ngang qua vậy? Tiện đường về nhà thôi. Anh nói nè, bây giờ em cũng lợi hại lắm, còn biết uống bia nữa. Nhìn anh kìa, ngốc ghê. Đánh không lại còn không biết chạy. Ai đánh không lại chứ? Tại em không biết. Lúc còn đi học, anh một chọi ba không thành vấn đề. Sao mà em không biết được? Lúc anh đi học đừng nói là đánh nhau, anh chơi bóng rổ cũng rất lợi hại, còn toàn làm mình bị thương. Lương Tưởng, cậu biết ai đặt cái này ở đó không? Ai mà biết được là em gái nào mê cậu, cả ngày tặng cậu đồ ăn. Đàn em, quả nhiên là em. Anh còn chưa biết tên em. Em tên Mạc Sasha. Vào học rồi, em đi trước đây. Chừng nào trả lại đồng phục cho anh? Em nói lúc đó người mỗi ngày gửi đồ ăn cho anh là em mà. Còn không phải chỉ để cảm ơn anh đã cứu em sao? Ai kêu em và Sasha nhìn giống nhau đến vậy? Anh nói gì chứ? Vậy đồng phục của anh đâu? Sao còn chưa trả lại anh? Em nhớ lúc đó em giặt xong đặt trong nhà, không biết đã bị ai làm hỏng rồi. Xin lỗi Mục Hàng. Sao lại đột nhiên nói xin lỗi vậy? Chính là đồng phục của anh bị em gái em làm hỏng rồi. Không sao. Nhưng em gái em tại sao lại phá hỏng áo của anh chứ? Từ nhỏ em ấy luôn đố kỵ với em. Chỉ cần là thứ em thích,
cô ấy đều muốn phá. Bị hỏng thế nào? Là bị Thiến Thiến cắt rồi hả? Sao anh lại biết là nó bị cắt hỏng? Nhưng mà em không biết là ai. Nói không chừng còn là Sasha của anh làm. Anh đi tắm đã. Nếu như Thi Thi nói là thật, vậy thì Sasha, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta chẳng lẽ đều là giả? Tôi nhất định phải điều tra ra chân tướng. Sao anh lại đến đây? Sao không nói năng gì? Em lén lút thức dậy cũng đâu nói tiếng nào. Anh còn phải thông báo với em à? Bộ vest này không tệ, nhanh chóng hoàn thành rồi đưa anh. Cái này không phải cho anh, là cho Tử Thâm. Dì để may vest cho anh ta. Mà em thức cả đêm à? Em... chuyện văn phòng của em, Tử Thâm đã giúp đỡ không ít. Em cũng phải cảm ơn người ta chứ. Tiền thuê văn phòng của em còn là do anh trả đó. Không được cho anh ta. Anh đừng có vô lý như vậy thiếu gia. Em đã hứa với người ta rồi. Thêm nữa số đau của hai người khác biệt lớn vậy, anh cũng không mặc chưa? Ý em là nếu như anh mặc chưa thì nó là của anh. Được, là của anh. Em đi làm trước đây. Mẹ, mẹ, con phải đi làm gấp. Con đi trước đây. Gấp gáp cái gì? Cả ngày từ sáng đến tối không ở nhà. Nhà họ Thẩm chúng tôi không nuôi nổi cô à? Còn ra ngoài xuất đầu lộ diện, ra dáng vẻ gì nữa chứ? Mẹ, mẹ mất nói hai câu. Cô ta không tốt bằng Thiến Thiến. Con trai, có phải còn với Thiến Thiến giận dỗi gì không? Hai ngày nay không thấy nó đến nhà mình nữa. Không có, chỉ là hiểu lầm thôi. Tối mai mẹ sẽ hẹn Thiến Thiến đến nhà mình ăn cơm. Xin lỗi, tối mai con có tiền, không về nhà ăn cơm. Con đi đây mẹ. Mẹ vẫn chưa nói xong mà. Đây là cái gì vậy? Mạc Thiến Thiến, chị không để ý chuyện tôi đến văn phòng của chị tham quan chứ? Để ý. Chị dùng cái này để lấy được lòng anh Thẩm mà. Con gái yêu thương chính mình thì có gì sai? Cái này là tinh chất của cây thuốc bắc, phòng lây nhiễm, âm thầm bảo vệ. Nếu như Mạc đại tiểu thư muốn thì tự đi mà mua. Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi không cần người ngoài nhọc lòng đâu. Sao trước đây tôi không phát hiện ra chị miệng lưỡi chua ngoa nhỉ? Trước đây tôi cũng không có chú ý đến. Trên người cô có mùi trà xanh nồng như vậy. Còn không mau đi. Chị, đồ ở đây nếu không phải trắng thì là đen. Không biết còn tưởng bước chân vào cửa hàng bán áo tang. Tôi ở lại đây còn bực bội thêm. Né ra. Đồ ẻo lả chết tiệt, ngợp muốn chết luôn. Đồ trà xanh, đi chậm không tiễn. Bà chủ, người em gái này của cô cũng cực phẩm quá luôn. Tôi đâu dám có đứa em gái này. Hai người nhớ, sau này đừng để người ngoài vào phòng làm việc của tôi, đặc biệt là cô ấy. À đúng rồi, mau xuất camera theo dõi đi. Alo giám đốc Thẩm, camera không phát hiện chỗ nào đáng nghi của Mạc Thiến Thiến. Chị Thi Thi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Được. Còn nữa giám đốc Thẩm, bộ vest đó chị Thi Thi đã giao cho tôi chỉnh sửa những chi tiết phía sau rồi. Mẹ, chính là bộ sưu tập này. Mạc Thi Ý thực sự tưởng rằng dựa vào mấy bản thiết kế rách nát mà người mẹ đoản mệnh của cô ta để lại thì có thể dấy lên mưa gió sao? Đó là tất nhiên. Cái gì gọi là nhà thiết kế nổi tiếng đại tiểu thư nhà họ Cốc, năm đó không phải còn thua mẹ rồi sao? Nhưng mà Mục Hàng đối với cô ấy không sao, có mẹ ở đây nên dạy dỗ nó một chút rồi. Cảm ơn cô đã tin tưởng TC Phony của chúng tôi. Đây là đơn hàng định chế cao cấp đầu tiên, do đó chúng tôi cực kỳ xem trọng chất liệu mà chúng tôi dùng. Cái thứ gì đâm vào người tôi vậy? Bên này nữa, để tôi giúp cô xem thử. Xin lỗi, chúng tôi đều đã kiểm tra cẩn thận qua rồi, không biết tại sao lại có kim. Định chế kiểu gì vậy? Mau cởi ra cho tôi. Xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất. Bồi thường? Trạch chúng tôi rồi, cô lấy gì mà bồi thường? Tôi là vì danh tiếng của cô Yêu Vi mới qua đây, không ngờ con gái bà ấy lại có trình độ này. Tôi thật sự xin lỗi, sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn. Được rồi Tiểu Nghiên, mau về thôi. Tôi muốn đi một mình. Alo, giám đốc Thẩm, chị Thi Thi cô ấy. Người đẹp, đồ ăn của cô đây. Ông chủ, đem rượu cho tôi. Được, xin chờ một chút. Chắc là mẹ thất vọng lắm. Thi Thi, mau qua đây. Con phải nhớ, quần áo đều có linh hồn.
sống lại lần nữa thì đã làm sao? Vẫn là kẻ thất bại thôi. Tôi lấy gì để đoạt lại tất cả những thứ của mẹ đây? Còn có Thẩm Mục Hằng, tại sao lại không thể hận được anh ấy? Mục Hằng, thiếu gia, anh đẹp trai quá. A Kiệt, còn lại cứ để tôi xử lý. Cậu về trước đi. Dạ. Uống nào. Tiếp tục uống. Anh hơi giống Thẩm Mục Hằng đó. Không thể nào. Anh không thể nào là anh ấy được. Anh ấy trước giờ chưa từng đối xử tốt với tôi. Từ nhỏ đến lớn đều luôn là tôi đuổi theo anh ấy. Trước giờ anh ấy chưa từng nhìn lấy tôi một lần. Vậy anh ấy rất quá đáng nhỉ? Đúng, chính là như vậy. Anh ấy quá đáng lắm. Còn có chuyện quá đáng hơn nữa, là sau này anh ấy lại đối xử tốt với tôi. Nhưng tất cả chỉ là giả thôi. Anh ấy chỉ xem tôi là thế thân của Mạc Sa Sa. Anh ấy muốn trả thù tôi. Nhưng mà tôi không có giết Mạc Sa Sa mà. Được rồi, em không có. Anh tin em. Mục Hằng, là anh sao? T-Symphony của chúng ta một tháng sau sẽ tổ chức buổi ra mắt thời trang, chính thức tiến vào thị trường cao cấp. Chúng ta có ảnh đế Bùi Tử Thâm hậu thuẫn cho chúng ta. Lần này sẽ dấy lên cơn sốt trong khắp giới giải trí. Đừng dậy, bộ vest xử lý sao rồi? Sắp xong rồi. Vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nha. 1, 2, 3, cố lên. Không tệ, rất nhiệt huyết. Xin chào, anh là... Không định giới thiệu anh sao? Đây là chồng tôi, Thẩm Mục Hằng. Đi theo anh, đẹp trai quá. Tôi ghen tị quá. Có chồng vừa đẹp trai vừa giàu, lớp dự phòng vừa đẹp vừa dịu dàng. Lớp dự phòng gì chứ? Bùi Tử Thâm, anh nhỏ tiếng thôi. Tối hôm qua em nôn lên khắp người anh, còn luôn say xỉn. Anh đã cõng em suốt trên đường về nhà. Em nên giảm cân rồi. Anh đừng nói nữa. Hôm nay anh cố ý đến đây hạ nhục em à? Được rồi, không chọc em nữa. Anh đến nói với em, đừng quên chuẩn bị quần áo cho tiệc sinh nhật của anh. Sinh nhật? Ồ đúng rồi, thứ bảy này. Còn nói là thích anh, vậy mà sinh nhật anh cũng không nhớ. Em đâu có. Được rồi, anh có việc bận rồi. Sau khi tan làm anh đến đón em. Anh về rồi. Anh xem đôi bông tai này đẹp không? Ừ đẹp. Là Thiến Thiến tặng em đó. Hôm nay em với cô ấy đi mua đồ cho tiệc sinh nhật của anh. Nói anh nghe một bí mật, Thiến Thiến đã chuẩn bị rất lâu cho tiệc sinh nhật lần này của anh đó. Em nói với anh Thiến Thiến. Anh đi nghỉ ngơi trước. Thật không hiểu nổi. Làm sao người nhà anh đều thích Mạc Thiến Thiến như vậy? Anh đâu có nói là thích cô ấy. Đừng có đánh đồng. Vậy sao anh cứ nghe lời cô ấy vậy? Còn không phải vì Sa Sa sao? Dạ. Tiệc sinh nhật sẽ có rất nhiều người nổi tiếng. Em có thể nhân cơ hội này quảng cáo T-Symphony. Chẳng lẽ anh ấy cứ bắt mình tham gia tiệc sinh nhật là vì muốn giúp mình? Mục Hằng, có một chuyện em luôn muốn hỏi anh. Bên cảnh sát đã xác nhận chủ tai nạn của Sa Sa là ngoài ý muốn. Vậy tại sao anh cứ khăng khăng là em? Trước khi Sa Sa chết đã chính miệng nói với anh là em hại chết cô ấy. Anh về rồi à? Anh ăn cơm chưa? Anh còn đang định hỏi em. Anh nghe má Trường nói em vừa về đã nhốt mình trong phòng, cơm cũng chưa ăn. Chứ sao? Tử Thâm sắp về nước rồi. Thích Nghiên nói bàn ủi ở chỗ làm hư rồi, nên em đem bộ vest của Tử Thâm về nhà ủi. Em thật chu đáo. Để anh thử xem. Đây là của Tử Thâm mà. Trước đây em đã đồng ý với anh, nếu như anh mặc dừa thì nó là của anh. Số đo không giống nhau, xem anh làm sao mặc dừa. Được, vậy anh thử đi. Anh đến phòng thay đồ mà thử. Thẩm phu nhân,
Đã bao lâu rồi? Vẫn còn xấu hổ à? Hay là em sợ nhìn thấy cơ thể anh thì không chịu nổi? Ban ngày ban mặt không biết xấu hổ. Nhà thiết kế Mạc, không phải em nên giúp anh thử đồ sao? Đây chắc không phải là lúc may đồ cứ luôn nhớ về anh đâu nhỉ? Nên mới may ra vừa dặn như vậy. Anh nhìn đi, anh mặc lên có hơi chật rồi. Không vừa. Đừng kiếm cớ nữa. Nó là của anh. Sao mà vừa dặn vậy? Không đúng. Làm sao bây giờ? Đồ quỷ Thẩm Mục Hàn, rốt cuộc đã giấu bộ vest đi đâu rồi? Sao nào? Phu nhân nửa đêm tịch mịch quá rồi à? Em, anh, em chỉ là đang tìm đồ. Tìm bộ vest sao? Em không lấy được đâu. Không thể nào, nhưng mà em có thể lấy đi thứ khác của anh. Cái này may thành đồ đẹp ghê ha. Tôi dự định đặt tên cho bộ sưu tập này là Lục Nga. Lục lục giả Nga, phi Nga y úy, ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao. Mẹ ơi, mẹ ở trên trời phù hộ cho con. Thi Thi, đây là cô chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của giám đốc Thẩm sao? Cái này chắc chắn sẽ khiến cả hội trường kinh ngạc. Đến lúc đó cái đám con gái luôn dây dạng giám đốc Thẩm đều không ai đọ lại cô. Tôi sợ tôi không có cơ hội mặc bộ đồ này. Cái gì? Không có gì. Tôi có chút chuyện, tôi ra ngoài một chuyến. Làm sao mà chưa nói tiếng nào đã qua đây rồi? Em làm phiền anh rồi à? Phu nhân ghen ra mặt rồi kìa. Ai thèm ghen chứ? Được, em không có ghen. Cô ấy đâu so được với em. Tất nhiên rồi. Đây là gì vậy? Em tự làm à? Em là muốn đòi lại bộ vest. Em đem canh gà đến cho anh chính là vì Bùi Tử Thâm. Sao mà sắc mặt thay đổi rồi? Kệ đi, đừng chọc anh ấy trước là được. Cũng không phải. Không phải là anh thích uống canh gà sao? Hay là anh cảm thấy em làm không ngon như Mạc Thiến Thiến? Không uống thì thôi. Ai nói anh không uống? Nóng vậy sao mà uống được? Vậy để em hầu hạ đút canh cho thiếu gia nha. Nào, uống nào. Có cần em thổi giúp anh không? Lấy giấy ăn cho anh. Được thôi, để em lau cho thiếu gia. Giúp tôi đưa cô gái áo vàng vào trong. Nổi tiếng thật đáng sợ. Anh quen rồi. Anh vừa quay về còn muốn đi tìm em. Đúng lúc em ở đây. Tìm em có việc gì? Tài liệu em nhờ anh điều tra liên quan đến Mạc Kỳ Sơn và mẹ em. Anh đóng phim bận rộn lại còn giúp em đi điều tra. Thi Thi, người ba Mạc Kỳ Sơn của em đúng là không đơn giản. Năm đó ông ấy là dựa vào thế lực của gia tộc mẹ em để lập nghiệp. Sau khi cưới bà ấy về thì hại bà ấy, sau đó lấy đi tất cả của cốc gia. Mẹ em tin lầm người nên cả đời mới khó khăn như vậy. Thi Thi, đừng buồn nhiều quá. Em lại mắc nợ anh một lần nữa rồi. Nói xem làm sao em trả anh đây. Lần trước may một bộ vest cho anh cũng không đưa kịp. Không gấp đâu, em còn khách sáo với anh làm gì? Bên ngoài nhiều fan như vậy, làm sao thoát được? Đi thôi. Tự Thâm, anh đối với em tốt quá. Kiếp này của tôi vẫn không trả hết được. Anh nhất định phải tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Má Trương, trong nhà bị lục lọi rồi. Mau báo cảnh sát. Quả nhiên, lễ phục không thấy đâu rồi. Vẫn còn may tôi đã chuẩn bị từ sớm. Kiếp này, tôi đã thay đổi nhiều như vậy rồi.
Nhưng mà mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra. Hét cái gì chứ? Tự mình bày bừa khắp phòng thì dọn dẹp đi. Tiệc sinh nhật của Mục Hàng sắp bắt đầu rồi. Mẹ, lễ phục của con mất rồi. Vậy đừng đi nữa, mất mặt lắm. Cũng không ai quan nghênh chị. Mẹ, chúng ta đi thôi. Nhưng mà đẹp quá. Con cầm nó đi đi, để xem nó mất mặt làm sao. Bác gái, như vậy không ổn đâu. Con chỉ hơi sợ Mạc Thi Ý cướp mất hào quang của bác. Nó cũng xứng à. Dựa vào vài ánh mắt khi con trai bác mê muội, dạy dỗ cô ta một trận. Loại phụ nữ như cô quá tâm cơ rồi. Mẹ, nếu không có băng ghi hình, phu nhân của con có trăm cái miệng cũng không cãi lại mẹ rồi. Con trai à. Alo, A Kiệt, mang bộ lễ phục định chế tôi đặt cho phu nhân qua đây. Mẹ là gì tốt cho con thôi. Mẹ, đi nghỉ ngơi trước đi, để con xử lý. Mẹ, hạ quả nào. Mẹ, bộ lễ phục thật sự do mẹ. Thật sự cái gì? Cũng không phải mẹ lấy. Không sao, anh sẽ không giận mẹ đâu. Đó là con của mẹ mà. Nó dám sao? Mở ra đi. Có thể kém hơn bộ em may một chút. Đẹp quá. Đây là bộ lễ phục đáng ra phải mặc lên ở trong kiếp trước sao? Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy? Từ lâu rồi. Vốn tưởng không dùng được nữa. Là gì? Biết em sắp quảng bá cho TC Phony, cho nên mới không nói em biết sao? Mục Hàng, anh đừng đối xử tốt với em như vậy. Em là vợ anh mà. Anh nên đối xử tốt với em. Làm sao? Lạ lắm à? Rõ ràng là trộm lễ phục của tôi đi rồi. Tôi là vẫn có thể đứng ở đây. Tôi không nói chuyện với cô. Anh Mục Hàng, em cũng đã khuyên bác gái. Cô còn chối bỏ trách nhiệm. Tôi không có. Chồng ơi, cảm ơn bộ lễ phục anh chuẩn bị cho em. Quà của anh tối nay em đưa anh sau nha. Cái gì vậy? Bí mật. Mạc Thi Ý, cô đợi đó cho tôi. Anh đi chào hỏi vài người bạn. Em đi ăn gì đó trước đi. Vậy mà Mạc Thiến Thiến đã đi rồi. Chúc mừng sinh nhật anh trai. Cạn ly. Tiểu Tuyết, chuyện mẹ và Thiến Thiến lấy lễ phục của Thi Thi, em biết không? Tất nhiên không. Thi Thi là chị dâu của em, Mạc Thiến Thiến chỉ là người ngoài. Cô ấy không lương thiện như em tưởng tượng đâu. Tiểu Tuyết, em phải biết chừng mực. Em biết rồi anh. Em thấy Thi Thi chưa? À đúng rồi, suýt chút quên mất. Chị dâu nói dễ đi trước. Nhờ em đưa cái này cho anh. Nó là chuẩn bị cho anh sự bất ngờ. Mở nó ra xem thử đi. Em còn chưa đi sao? Bữa tiệc kết thúc rồi à? Sao mà tàn tạ vậy? Mạc Thiến Thiến đáng chết. Cô ta nhốt em một mình trong nhà vệ sinh. Em gọi cả buổi không ai đến. Cuối cùng em khó khăn lắm mới trốn ra được. Tay anh cầm gì vậy? Không có gì. Bất ngờ sinh nhật của anh đâu. Em gửi địa chỉ cho anh. Anh đợi tối tối chút hẳn ghé. Em đi thay lễ phục. Đợi đã. Em tự đi đường. Đi chân trần, lỡ bị thương rồi thì sao? Đây, đây là... Anh quên hết rồi à? Là chỗ anh đã cứu em hồi em đi học đó. Tất nhiên là nhớ. Nếu sớm biết là em thì sẽ không. Anh đang nghĩ gì vậy? Quà của anh đâu? Đây nè. Đồng phục à? Ừ, trả cho anh. Mặc dù đã qua rất nhiều năm rồi, em giúp anh mặc vào. Sao mà cảm thấy hơi chật nhỉ? Không đâu, giờ in luôn. Sao mà anh đỏ vậy? Thi Thi,
Mục Hàng, đây là ở bên ngoài đó. Mau dừng lại đi, mau. Gọi A Kiệt đưa chúng ta về nhà. Anh không sao chứ? Đừng dựa vào anh. Về trước đi. Mục Hàng, anh không sao chứ? Anh bị bỏ thuốc rồi, dược hiệu sắp qua rồi. Cứ ngâm như vậy sẽ bệnh đó. Đừng lo cho anh, anh sợ anh không khống chế được, tổn thương em. Nếu như em đồng ý thì sao? Đừng mở đèn. Tối qua là chuyện ngoài ý muốn thôi, nhưng hôm nay em đã là người của anh rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Tất nhiên rồi. Sau này em cứ theo anh. Phó Minh Xuyên, sao lại là anh? Đừng đụng vào tôi. Cái loại nhị thế tổ như anh cũng xứng sao? Mạc Thiến Thiến, em quá đáng rồi. Tối qua là em đòi anh. Sao? Sướng xong rồi thì không nhận người nữa à? Anh câm miệng, sao anh lại đến đây? Uống nhiều nên đi nhầm. Nhưng mà tối qua vừa vào cửa, em không cho anh mở đèn thì đã bắt đầu. Anh cút đi, anh mau cút đi. Được, sau này muốn nữa thì nhớ tìm anh. Alo, tối qua sao anh của em lại quay về với Mạc Thi Ý vậy? Với Mạc Thi Ý? Đúng, đến bây giờ vẫn chưa dậy kìa. Bên đó cô xảy ra chuyện gì vậy? Alo, Mạc Thi Ý. Lại là cô quỷ đi hạnh phúc của tôi. Nằm thêm chút nữa đi. Mục Hàng, anh ôm em chặt quá rồi, em không thở nổi. Không phải là em cứ nói, toàn là em theo đuổi anh để bồi thường cho em. Vậy sao đổi lại thành anh ôm chặt em? Ừ, nhưng mà em sắp đi làm trễ rồi. Em đi trước đây. Hôm nay đừng đi làm nữa. Tối qua chất giả rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần. Em chất giả chỗ nào chứ? Một hàng, anh trả bộ vest của Tử Thâm cho em đi. Dù sao anh cũng không dùng được mà. Anh không cho phép vợ anh may đồ cho người đàn ông khác. Nhưng mà em là nhà thiết kế, may đồ vốn là việc của em. Dù sao đi nữa thì cũng không được. Bộ vest đó là của anh. Alo, Tử Thâm. Làm giật cả mình. Anh làm gì mà lén lút vậy? Đây chính là ảnh đế Bùi Tử Thâm đó. Đi theo tôi. Anh ấy với Thi Thi quen thân lắm sao? Ừ, cực kỳ thân. Nhưng Thi Thi không phải là phu nhân của giám đốc Thẩm sao? Nhỏ tiếng chút. Trai đẹp vũ trụ Bùi Tử Thâm là lớp dự phòng của bà chủ chúng ta đó. Nhưng mà hình như tôi cảm thấy Thi Thi không thích giám đốc Thẩm chồng cô ấy lắm. Tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Anh nói lung tung. Nhỏ tiếng chút đi. Mới bao lâu không gặp mà đã khác quá. Nói chứ văn phòng của em cũng trai dáng lắm rồi. Chỉ còn thiếu mỗi người đại diện là anh thôi. Mặc đồ nữ chào khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ cần là nhà thiết kế Mạc tự mình thiết kế cho anh, anh có gì mà không dám mặc? Cái đó, chuyện bộ vest thật ngại quá. Hứa với anh lâu vậy rồi. Anh đây không phải là đến đòi bồi thường sao? Anh nói tối nay có một chương trình, em đi chung với anh đi. Mặc đồ của T-Symphony của em. Chỉ vậy thôi sao?
Được, không thành vấn đề. Đừng có cấu anh nữa đại tiểu thư. Anh chỉ nói là muốn em tham gia chương trình với anh, chứ đâu nói là lễ mừng hàng năm của đài truyền hình. Còn không phải là anh dự tính cho thương hiệu của em, còn nói là đòi em bồi thường, rõ ràng là đang giúp em. Biết rồi còn không cảm ơn anh đi. Tay anh bị em cấu bầm tím hết rồi. Em sợ gặp phải Thẩm Mục Hàn. Quay đi quay lại, vận mệnh cuối cùng cũng tiếp tục chuyển động theo quỹ đạo vốn có. Nhưng bạn nữ đi cùng anh ấy kiếp này sẽ là ai? Trùng hợp vậy. Phu nhân cũng ở đây à? Không bằng uống một ly với nhau đi. Cũng không trùng hợp. Trách nhiệm công việc không so được với giám đốc Thẩm bận rộn. Hôm nay Titi là bạn nữ đi với tôi, không cần giám đốc Thẩm phí sức. Mạc Thi Ý, sao cô dám qua lại với người đàn ông khác sau lưng anh tôi? Giữa chốn đông người la hét ôm sầm. Còn là đại tiểu thư cái gì? Tiểu Tuyết, đủ rồi. Anh, cô ấy và người đàn ông khác bên nhau, anh còn bên cô ấy. Dù vậy cô ấy vẫn là chị dâu em. Bạn nữ là Tiểu Tuyết, cô ấy vẫn luôn muốn tiến vào giới giải trí. Titi, theo anh về nhà đi. Người là tôi đưa tới, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Cũng không cho phép ai vô duyên vô cớ ngậm máu phun người. Anh trai, anh ta to gan ngang nhiên muốn cướp vợ của anh. Tiểu Tuyết, cái tính hay bị chuyện của cô, muốn lăn lộn trong giới giải trí, e là khiến anh trai cô phải mệt mỏi rồi. Tiểu thư họ Thẩm này, cô bỏ lại vị trí thiên kim tiểu thư không chịu làm, lại muốn làm ngôi sao, trò con nít à? Anh xem thường ai đó? Tử Thâm cũng vì giúp em, vừa mới có mấy nữ minh tinh khen bộ lễ phục của em. Anh biết. Sao anh ấy lại mặc bộ vest mình may cho Tử Thâm chứ? Anh, còn muốn hỏi gì à? Đừng nói nữa, anh mặc bộ lễ phục còn rất đẹp trai. Tất nhiên, anh đã nói rồi là dựa trên số đo của anh may ra. Ai mà biết số đo của anh chứ? Cô ấy và anh tôi xem ra còn khá xứng đôi. Đáng tiếc là, đáng tiếc gì? Vì trong lòng anh tôi đã có người khác. Cô ấy rõ ràng là càng thích ở bên cạnh anh, nên sớm muộn gì họ cũng ly hôn. Trước đây tôi cũng nghĩ vậy. Vì tiểu thư ở bên cạnh ảnh đế nhìn hơi quen. Trước đây anh từ chối lời mời, là cố ý cùng cô ấy đến đây sao? Đúng. Đối với thân phận cô ấy, có lẽ không lâu sau sẽ từng xuất hiện trên bản tin giải trí. Thật ngại quá, tôi có chút chuyện. Chụp tấm hình đi. Được. Chúng ta cứ bỏ đi như vậy, Tử Thâm và Tiểu Tuyết thì sao? Xem như đổi bạn nữ thôi. Không cần lo lắng, bọn họ đều lớn cả rồi. Nhưng mà đừng nghĩ đến người khác nữa. Đi thôi. Được rồi. Thẩm Mục Hàn, anh càng lúc càng tùy hứng. Cứ ở bên ngoài, ở đâu thì em cũng là vợ anh. Nhưng mà nhiều người nhìn như vậy, anh không xấu hổ à? Được rồi, tha cho em. Về nhà lại tiếp tục. Mấy câu hỏi của đám nhà báo cũng hóc búa quá. Đại minh tinh như anh đúng là không dễ làm. Đúng rồi, bổn tiểu thư còn chưa bán anh. Anh sao vậy? Vừa nãy không phải vẫn ổn sao? Anh của tôi đâu rồi? Đi rồi. Vậy mà dám dứt tôi lại. Đúng rồi, vừa nãy anh sao lại nói tôi là bạn nữ của anh? Tôi nói một câu còn mạnh hơn anh cô đánh cả đám người, hiểu chưa? Biết rồi, anh là đại minh tinh. Sau này đối tốt với cô ấy một chút. Ai cơ? Thi Thi, chị dâu cô. Đi thôi, tôi tiễn cô về. Thật là nhiều chuyện. Mục Hàn, anh xem tin tức giải trí hôm nay nè. Tiffany mạnh mẽ ra mắt, có hy vọng trở thành hắc mã của giới thời trang. Phần bình luận có rất nhiều người thích quần áo của chúng ta. Tin này truyền đi nhanh thật. Tử Thâm đúng là người dẫn dắt xu hướng. Anh mới là chồng em. Lần sau nếu cần giúp đỡ, hy vọng người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Kiếp này em vẫn không thể cự tuyệt sự dịu dàng của anh. Mục Hàn, anh muốn nói gì? Bây giờ trong mắt anh em vẫn là thế thân của Sasha sao? Không sao đâu, chỉ là cảm thấy những chuyện này một khi đã xảy ra thì cũng không quay lại được nữa. Ai nói không quay lại được? Ăn bữa sáng của em đi. Ăn xong anh đưa em đến nơi này. Ở đâu?
Rồi em sẽ biết. Làm gì mà thần bí như vậy? Sau khi tốt nghiệp thì cũng không quay về trường nữa. Nhớ quá đi. Nếu biết trước là em phải đến trường thì em đã thay đồng phục rồi. Học trưởng Thẩm Mục Hàn, lớp 253. Lớp 253, em vẫn nhớ hả? Bản thân anh còn quên mất mình học lớp nào. Tất nhiên em nhớ rồi. Em đã từng mai phục cả ngày trước cửa lớp anh mà, lén lút nhìn anh. Xin lỗi Thi Thi, để em chờ đợi lâu vậy. Đây là chỗ anh thích nhất ở trường. Sasha cũng tỏ tình với anh ở đây. Quá ra anh để đây để nhớ về mối tình đầu. Anh nhớ, anh đã từng cứu một cô gái ở trong hẻm. Còn chưa kịp nói gì thì cô ấy chạy mất rồi. Cô ấy còn mặc đồng phục của anh. Sau đó anh đánh bóng rổ bị thương rồi. Rồi bắt đầu mỗi ngày đều có người đem đồ ăn cho anh. Có một ngày anh nhìn thấy một bóng hình rất giống cô gái đó đi ngang qua lớp. Anh liền đuổi theo để cảm ơn cô ấy. Cô ấy cũng ngầm thừa nhận. Sau đó anh hỏi tên cô ấy. Cô ấy nói: em tên Mạc Sasha. Thi Thi, anh xin lỗi, là anh nhầm lẫn ngay từ đầu. Em có thể tha thứ cho anh không? Còn đó, đến một nhà đầu ngốc cũng không giải quyết được. Đừng làm hỏng kế hoạch bao nhiêu năm nay của mẹ. Mẹ quyết định tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới Twilight sớm hơn. Không thể để Tisifuni của con nhỏ đó ra mắt em đẹp được. Con đang nghĩ gì vậy? Con cảm thấy có hơi không thoải mái, muốn ngủ thêm một chút nữa. Cái tên Phó Minh Xuyên này đúng là âm hồn không tan. Mình nên làm gì bây giờ? Tiểu Tuyết, tối nay bận gì không? Tôi đưa cô đi chỗ này vui lắm. Tiểu Tuyết, hôm nay nhìn cô. Anh trai không cho đến quán bar, sợ bị nhận ra nên mới trang điểm đậm. Thế nào? Đẹp lắm, đẹp lắm. Thế này rất ra dáng phụ nữ. Tôi nói cô biết, quán bar này ít người lắm, mà còn riêng tư nữa. Chúng ta có thể chơi thật vui vẻ. Đi thôi. Alo, Tử Thâm. Thi Thi, anh vừa nhìn thấy Tiểu Tuyết. Được, em biết rồi. Vậy anh giúp em trông chừng cô ấy. Khuya tới này còn gọi điện thoại, tốt nhất là có chuyện quan trọng. Tiểu Tuyết, tôi có việc ra ngoài một chút. Phó thiếu gia, anh có thể giúp tôi chăm sóc Tiểu Tuyết không? Không sao, vậy cô đi trước đi. Bye bye, đi chậm chậm thôi. Nào, chúng ta tiếp tục uống. Nào, cạn ly. Tôi muốn đi chạy sinh. Được, vậy tôi đi với cô. Đi từ từ thôi. Alo, anh Mục Hàn. Em nghe một người bạn nói Tiểu Tuyết và một người đàn ông đang ở quán bar Thiên Đường, uống rượu rất vui vẻ. Anh có cần qua đây xem thử không? Ừ. Tiểu Tuyết, cô không sao chứ? Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, cô ổn chứ? Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cô, Tiểu Tuyết, sao cô lại ở đây? Đi thôi nào, uống với tôi một ly. Anh là ai vậy? Nè, người anh em, anh đẹp trai, mời em uống một ly đi. Được, vậy đưa em đi uống một ly ha. Đi thôi. Tỉnh rồi à? Đồ lưu manh, lại đánh vào mặt tôi nữa. Xem ra tỉnh táo rồi. Anh, tôi, chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta không có gì hết. Uống chút nước đi. Quần áo của tôi đâu? Đại tiểu thư, cô nôn ra khắp người. Tôi nhờ nhân viên phục vụ thay cho cô. Bớt nhiều chuyện đi. Em gái tôi đâu? Cô ấy ở đây. Anh, thế nào rồi? Không sao chứ? Lạ thật, Mạc Thiến Thiến rốt cuộc tại sao phải hại Tiểu Tuyết?
Thiến Thiến chỉ biết tôi luôn muốn đến quán bar chơi nên mới đưa tôi đi. Chắc chắn cô ấy không cố ý hại em, đều do cái tên háo sắc Phó Minh Xuyên. Mạc Thiến Thiến gọi cho anh, nếu anh đến kịp, Phó Minh Xuyên phải gặp xui xẻo rồi. Còn nếu không kịp, anh cũng sẽ có cách bắt Phó Minh Xuyên chịu trách nhiệm mà. Vậy cô ấy và Phó Minh Xuyên có quan hệ gì? Hỏi thẳng anh ta là được rồi. Alo A Kiệt, đóng cửa hết tất cả quán bar cho nhà họ Phó đứng tên. Kêu Phó thiếu gia đến gặp tôi. Vậy còn Mạc Thiến Thiến đâu? Cô gái đó, tôi sẽ tặng cô ta một món quà lớn. Mẹ, con xem tin tức chưa? Thiến Thiến hôm nay ở con hẻm bên cạnh quán bar bị người ta phát hiện quần áo xốc xếch, nói là có thể bị đám lưu manh liên quan gì con. Đứa trẻ đó thật đáng thương. Hay là con đi an ủi con bé chút đi. Mẹ, là cô ấy dạy hư Tiểu Tuyết, dẫn Tiểu Tuyết đi ba. Nếu không phải tối qua có người giúp, vậy thì người xảy ra chuyện có lẽ chính là con gái mẹ. Thiến Thiến, con uống chút nước đi. Con cũng không thể không ăn không uống gì. Già mồm bất hạnh mà, bị giết thành như vậy tôi còn mặt mũi nào. Ông bớt nói hai câu đi, Thiến Thiến chắc chắn bị người ta hãm hại. Thiến Thiến, con nói mẹ biết, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ, con không nhớ được. Tối qua con với Tiểu Tuyết đến quán bar, sau đó thì con không nhớ gì nữa. Con không nhớ gì nữa. Ông đừng nổi nóng, để con bình tĩnh lại. Tôi đã liên hệ với bên truyền thông gỡ bài rồi. Giờ xảy ra chuyện như vậy, khắp nơi đều biết. Để tôi xem có còn công tử nhà giàu nào muốn lấy nó nữa không. Mẹ, ba, con biết rồi, là anh Mục Hằng. Căn bản là không có tên lưu manh nào ức hiếp con. Là Mục Hằng đến đón con. Là anh ấy, chính là anh ấy. Mục Hằng, trên tin tức nói. Cái gì? Thiến Thiến nói, bởi vì Mục Hằng cũng uống say, cho nên hai người ở trong hẻm. Ừ, tôi biết rồi. Chuyện này nghiêm trọng, tôi sẽ hỏi Mục Hằng cho rõ ràng. Mọi người yên tâm, lời nói dối quan đường như vậy mà cũng nói được. Mạc Thiến Thiến điên rồi. Vậy bây giờ Thi Thi, anh đưa em đến văn phòng trước. Được. Nè vậy mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ngồi xuống trước đi. Ngồi xuống rồi nói. Là người của Bùi Tử Thâm. Bùi Tử Thâm chỉ là dọa Thiến Thiến thôi, không có gì xảy ra. Vậy anh và Bùi Tử Thâm kết thành bè phái khi nào vậy? Con trai mau mở cửa, Thiến Thiến tự tử rồi. May là phát hiện kịp, đã đưa đi bệnh viện rồi. Con đi với mẹ qua thăm Thiến Thiến. Con có cuộc họp, con không đi. Mẹ biết là con giận, nhưng có lẽ bởi vì Thiến Thiến xảy ra chuyện nên nhất thời hồ đồ. Được, con cũng muốn đi cùng mọi người. Hả? Cô cũng đi, dù sao con cũng là con gái nhà họ Mạc. Con không thể bỏ lỡ kịch hay được. Bác gái, cảm ơn mọi người vẫn còn đến thăm con. Con biết, giờ con đã trở thành đối tượng bị người ta xua đuổi, còn khiến anh Mục Hằng và chị Thi Thi khó xử. Xin lỗi, nhà đầu ngốc, anh Mục Hằng của con không phải cũng đến rồi sao? Đừng làm chuyện dại dột nữa. Mục Hằng, con mau khuyên nhủ con bé đi. Sa Sa đã mất rồi, cô không thể mất đi Thiến Thiến nữa. Để con nói chuyện riêng với Thiến Thiến một lúc. Bất kể lúc đầu chúng tôi là mục đích gì, nhưng bây giờ Thi Thi là vợ tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Anh Mục Hằng, em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Em không quan tâm có danh phận hay không, nhưng tôi quan tâm. Tôi dung túng cô đủ rồi. Cô nên vui mừng vì Tiểu Tuyết không xảy ra chuyện gì đi. Nếu không thì anh quên mất chị Sa Sa của tôi rồi sao? Còn dám nhắc đến Sa Sa với tôi. Sao cô ấy chết, trong lòng cô biết rõ nhất. Anh Mục Hằng, cút đi.
cho dù sống lại lần nữa, tháo gỡ được rất nhiều hiểu lầm. Nhưng người anh ấy yêu vẫn luôn là mặt xa xa. Mình rốt cuộc đang vọng tưởng điều gì chứ? Sao em không nhận điện thoại? Có biết anh tìm em khắp nơi không? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói trước đi. Thực ra liên quan đến Sasha, chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Anh tưởng chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vậy mà em vẫn muốn ly hôn với anh? Đủ rồi. Em không muốn tiếp tục làm người thay thế mà Sasha nữa. Chị Thi Thi, cô đã không về 2 ngày rồi. Lễ ra mắt sản phẩm mới cận kề rồi, tôi phải làm nhanh mới kịp. Yên tâm đi, không sao đâu. Ê, không xong rồi. Sao vậy? Vì lễ đính hôn của Mạc Tiến Tiến nên lễ ra mắt sản phẩm mới Dryline của nhà họ Mạc sẽ được tổ chức sớm hơn. Đính hôn? Phó thiếu gia của tập đoàn Phó Thị đồng ý chịu trách nhiệm. Ai biết bị lưu manh ức hiếp hay anh ta ức hiếp chứ. Dù sao thì xã hội thường lưu thật hỗn loạn. Người ta đính hôn có gì mà cậu phải hét không xong chứ. Quên nữa, nói chuyện chính. Nè mọi người xem, hôm nay ở lễ ra mắt sản phẩm mới, Dryline bị chất vấn. Mẫu chủ đạo cực kỳ giống với bộ lễ phục mới của Tisiphone mà Titi đã mặc ở tiệc tất niên của đài truyền hình. Cái bà Mạc này còn dám nói là chúng ta ăn cắp. Thật quá đáng. Tôi thấy bọn họ mới là ăn cắp. Đi thôi, trích xuất camera theo dõi lần trước mà Tiến Tiến đến văn phòng tôi. Được, đi thôi. Vừa nhìn một cái thì đã sao chép hết toàn bộ sao? Không thể nào. Nếu mà muốn đấu thì phải biết người biết ta. Tất cả những mẫu chủ đạo trong vài năm nay của Dryline đều ở đây. Đây đều là bản thảo thiết kế của mẹ em. Lâm Tố Ngọc không những cướp đi ba, đến bản thảo thiết kế của mẹ cũng cướp đi hết. Cho nên lần trước Mạc Tiến Tiến đến đây là để xem qua bộ sưu tập sắp ra mắt của Tisiphone. Lâm Tổ Ngọc liền cướp đi cho ra mắt trước. Sao anh lại đến đây? Mấy ngày nay em không về, anh còn không được đến tìm em sao? Thi Thi, anh đã điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết thật sự của Sasha rồi. Hại chết Sasha lại đổ tội cho em, chính là Mạc Thiến Thiến. Làm sao có thể chứ? Hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ mà. Rốt cuộc là tại sao thì phải để cô ta tự nói ra. Vậy anh muốn làm thế nào? Giờ chúng ta có chung kẻ thù, không phải sao? Hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi. Đợi Mạc Thiến Thiến đền tội xong rồi thì lại giải quyết đến chuyện chúng ta. Đôi bên cùng có lợi. Được, em đồng ý. Sắp đến giờ rồi, chắc cô ấy sắp đến. Tử Thâm, Thi Thi. Cô ấy là Thi Thi, em đến rồi, ngồi đi. Anh tìm em gấp vậy là có chuyện gì? Thật giống Cổ Yếu Vi lúc còn trẻ. Vị này là... quên giới thiệu nữa. Đây là Lâm Khắc, bạn học của mẹ em lúc đi du học Paris. Cũng là người bạn rất thân. Chào chú, rất vui được gặp chú. Thật ra chú đã gặp cháu một lần khi cháu còn nhỏ. Sau này chú ra nước ngoài rồi, thường nghe Yếu Vi nhắc đến cháu. Không ngờ chớp mắt đã lớn thế này rồi. Còn nhớ là mẹ rất thường hay thảo luận vấn đề thiết kế với chú. Tin tức về chuyện sao chép giữa Dryline và Tisiphone chú đã thấy rồi. Lần này Lâm tiên sinh cố ý đến giúp em. Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài một chút. Đây là bản thiết kế cuối cùng, cũng là bản thiết kế tâm đắc nhất của mẹ con. Khi đó đúng lúc chú về nước thăm gia đình, Yếu Vi hình như cũng nhận ra có người sao chép thiết kế, nên đem tất cả bản thảo và bản nháp giao cho chú giữ. Khổng Vũ, đẹp quá. Cái này rất có ích với con. Tiểu Tuyết, bên này. Tôi đã giúp cô gọi chị dâu tay cô thích nhất đó. Tìm tôi có việc gì? Tôi muốn nói xin lỗi cô. Lần trước tôi thật sự muốn đưa cô đi quán bar chơi. Hôm đó tôi cũng uống say rồi. Cô là bạn thân nhất của tôi, nhất định phải tha thứ cho tôi. Ừ.
Vậy chúng ta làm quà nha. Mau ăn đi. Đúng rồi, anh trai cô và Titi dạo này thế nào rồi? Lần trước tôi cũng rất có lỗi với họ. Hình như khá bận. Mạc Thi Ý bận rộn với sản phẩm mới, ít khi thấy về nhà. Con nói sản phẩm mới của Mạc Thi Ý là khổng vũ. Lời của Tiểu Tuyết có đáng tin không? Suy cho cùng con và nó vì chuyện ở quán bar. Mẹ, mẹ còn không hiểu Thẩm Mộ Tuyết sao? Đầu óc cô ấy, con nói gì cô ấy cũng tin hết. Mẹ nhớ ra rồi, chính là thiết kế cuối cùng của cổ Yến Vi. Được, chúng ta vẫn phải cướp đi công bố trước. Mau chóng mời tất cả đơn vị truyền thông nổi tiếng tham gia lễ ra mắt. Chị Thi Thi, mẹ, con sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu. Đừng để bản thân mệt quá mức. Anh đợi em ở ngoài nha. Ừ, đúng rồi. Bên phía Tiến Tiến sao rồi? Đã sắp xếp hết rồi. Được, anh đi đây. Thi Thi, mau xuống đây đi. Tử Thâm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Bộ sưu tập mới của Twilight lần này là thiết kế tâm đắc nhất của tôi. Tiếp theo, mời con gái tôi Thiến Thiến thể hiện tác phẩm chủ đạo. Đợi đã, sao cô cũng mặc bộ này? TC Funny của các cô quen thói ăn cắp rồi sao? Đây là bản thiết kế tôi ấp ủ nhiều năm. Trời lai chúng tôi sẽ truy cứu. Bà, ấp ủ nhiều năm, ấp ủ nhiều năm xem làm sao dụ dỗ chồng người khác, cuối cùng cướp lấy hết mọi thứ của mẹ tôi. Câm miệng, ông còn muốn đánh tôi sao? Ba, nhà họ Mạc sao lại có đứa con gái như mày chứ? Bảo vệ, đừng gọi nữa. Nếu mà hôm nay tôi đã đến đây, chính là để vạch rõ chân tướng sự việc. Bộ lễ phục này rõ ràng là thiết kế của mẹ tôi cổ Yếu Vi lúc còn sống. Cô ăn nói lung tung, cẩn thận chúng tôi kiện cô tội phỉ báng. Cô cần bằng chứng, đúng không? Tôi có bằng chứng. Lâm Khắc, nhà thiết kế của hoàng tộc Paris, ông ấy quay về hồi nào vậy? Các chị, trong tay tôi là tất cả những bản thảo thiết kế khổng vũ của cổ Yếu Vi lúc sinh thời. Tôi chính là nhân chứng. Đừng làm mất mặt nữa, xuống thay đồ ra ngay đi. Mạc đại tiểu thư, đừng đi vội vậy. Tôi còn có một món quà lớn nữa tặng cho cô. 3 năm trước, chồng tôi uống rượu lái xe đã gây ra tai nạn. Người chết rồi, còn tông chết một cô gái nữa. Tôi cũng tưởng là chuyện ngoài ý muốn. Lúc thu dọn đồ đạc, tôi phát hiện lá thư tuyệt mệnh của ông ấy. Sợ sau khi chết sẽ xảy ra chuyện, nên ông ấy đã viết hết sự thật ra. Người mua chuộc hung thủ tên là Mạc Thiến Thiến, không phải tôi. Thiến Thiến, sao tôi phải hại chết chị ruột của mình? Cô trả thù tôi. Nếu chúng tôi tìm ra được người phụ nữ này, cô nghĩ chúng tôi không điều tra ra nguồn gốc món tiền và nhiều chứng cứ hơn nữa sao? Anh Mục Hàng, chị Sa Sa thương em nhất, anh biết mà. Đi mà giải thích với cảnh sát. Mẹ, không phải con đâu. Ba, sao mày ác độc như vậy? Đến chị mình mà cũng hại được, dựa vào đâu? Chị ấy từ nhỏ đến lớn đều được yêu thương nhất nhà. Không dễ gì chị ấy mới chết. Anh Mục Hàng phải là của tôi. Cô lại xuất hiện, đều tại cô Mạc Thi Ý. Chúng ta không thể mất đi thêm đứa con gái nữa. Anh cứu nó đi. Con gái? Tôi nói chứ, ba vợ à, hai chúng ta đều cùng là đàn ông. Tôi có chút đồng cảm với ông. Ông nói xem, ông bị cắm sừng lâu như vậy cũng ngầu phết. Cậu nói bậy. Tôi đã làm như lời cậu nói, lấy được bản giám định ba con giữa Mạc Thiến Thiến và Mạc Kỳ Sơn. Về chuyện làm ăn của nhà tôi, cô, như anh mong muốn. Tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, cùng là chị em cùng cha khác mẹ,
Sao Ti Ti và Sasha giống nhau như vậy mà Tiến Tiến lại hoàn toàn khác? Không ngờ. Tôi đoán đúng rồi. Tiến Tiến vốn không phải là con của ông. Nếu mà chú đã quay lại, sao không ở thêm vài ngày cho con có cơ hội cảm ơn chú đàng hoàng? Còn khách sáo với chú làm gì? Chú với Yếu Vi từ hồi đi học đã là bạn thân, con gái cô ấy cũng như người thân của chú. Vậy con không khách sáo nữa, con tiện chú. Được, hy vọng lần này chú quay về có thể chỉ bảo con nhiều hơn. Thiết kế của con chú xem qua rồi, rất có hồn, chú vô cùng ủng hộ. Cảm ơn chú. Đừng khách sáo, vậy chú đi trước đây. Dạ. Thi Thi, tôi giao cho cậu, cậu phải thay tôi chăm sóc tốt con bé. Yên tâm. Tạm biệt. Lần này người nên cảm ơn nhất phải là anh đó Tử Thâm. Nếu không nhờ anh giúp em tìm chú Lâm, lần này em cảm ơn nhầm người rồi. Anh chỉ là chân chạy giặt thôi. Tìm chú Lâm là chồng em, Thẩm Mục Hàn. Được rồi, anh có việc bận đi trước. Chuyện vợ chồng hai người anh không tham gia vào đâu. Chồng mình. Hai người đang lén lút làm gì đó. Nhìn cái này đi. Chị Thi Thi, bộ váy cưới cô thiết kế quá xá là đẹp luôn. Không phải cô muốn tổ chức đám cưới lần nữa à? Được đó, được đó. Lần này tôi phải tham gia. Được cái đầu cô. Hai người cả ngày chỉ biết đi hóng chuyện. Mau đi làm việc đi. Bà chủ à, đến giờ tan làm rồi. Tôi thấy chị Ti Ti theo giám đốc Thẩm học hư rồi. Bóc lột nhân viên. Đúng vậy. Được rồi, vậy hôm nay tan làm sớm đi. Cô là bà chủ tuyệt vời nhất. Tan làm thôi. Báo cáo giám đốc Thẩm. Bí mật phát hiện bản thảo thiết kế váy cưới của chị Ti Ti. Em tìm anh à? Sao lại không nói ở nhà? Một hàng. Chuyện của chú Lâm. Cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi mà. Em nghĩ là chúng ta nên nói chuyện của chúng ta rồi. Anh không muốn ly hôn với em. Thi Thi, chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu năm rồi, tại sao không thể bắt đầu lại lần nữa? Không lẽ em vẫn không nhìn ra người anh yêu bây giờ là em? Không có thế thân, không có báo thù. Mục Hàn, em không dám. Anh căn bản không biết em đã trải qua những gì. Chúng ta nên kết thúc mối tình hư ảo này từ lâu rồi. Được, anh đồng ý với em. Kết thúc rồi mới có thể bắt đầu lại. Được mà Thi Ý, em còn dám chọc anh. Thi Thi, chúng ta tổ chức lại đám cưới đi. Một đám cưới mà không bị ai làm phiền. Mặc bộ váy cưới cho em tự thiết kế. Sao anh biết em đang thiết kế váy cưới? Để xem em quay về thu phục tên gián điệp đó thế nào. Em có bằng lòng lấy anh không? Có.